Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Lâm Ngọc Hiếu. Hôm nay chúng ta cùng nhau viết đôi câu đối. Nội dung đó là Thịnh thế thư phong đa hạo khí, vãn niên trì mặc đại tinh thần. Dịch nghĩa ra là thịnh thế là lúc tuổi trẻ, lúc sung sức. Thư phong tức là lời văn, ý bút. Đa hạo khí tức là rất hùng hồn. Vế thứ hai, vãn niên tức là về tuổi già. Trì mặc, trì mặc ở đây tức là cái ao mực, tức là rửa bút, mà cái ao nó đen như là một ao mực. Vãn niên trì mặc đại tinh thần thì nét bút lúc về già nặng ở tinh thần. Ta có thể dịch nôm na như thế này: lúc trẻ thư phong đầy khí thế, về già nét bút mạnh tinh thần. Chúng ta sẽ tiến hành viết trên hai thể chữ phồn hành và thảo thư. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu viết. Thank you.
Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nét bút qua đôi câu đối thịnh thế thư phong đa hảo khí vãn niên trì mặc đại tinh thần. Rất cảm ơn quý vị. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở các video tiếp theo với những nội dung phong phú hơn. Kính chào tạm biệt. Luyện thư pháp Lâm Ngọc Hiếu.